Ủa, nhà em bắt như điên luôn nhỉ. Cứ cầm khẽ khẽ khẽ. Xin chào bác. Nay em nhà em với nhà em lại đi bẫy rắn các bác ạ. Em đến đây em cũng cuốn luôn cái tay này cho cuốn luôn ra nha các bác ạ. Em đi đến đây xem có gặp hay không gặp thì em cuốn luôn. Cái tuyến này đi chạy xa quá các bác ạ. Em tháo hai tay chạy xa quá. Cần những điểm nào nó em thả nhớ lắm, những điểm nào nó có thì em quay cho các bác xem các bác xem nó đỡ chán. Mày đi lắng quá các bạn. Cái này cũng không có nhiều em rút mà. Cái này không được các bạn, như em cuốn lưới luôn. Thu luôn. Đây rồi các bác ơi. Các bác nhìn thấy gì không? Đây này. Đầu tổ tướng. Đây nhà em quay. Em bắt cho bác nha. Đồ nào rồi? Đây là các bác. To như con chăn. To như con chăn luôn. Em buộc cái đầu này cả nó cắn các bác. Trời chặt. Thế cả chặt nó đấy. Này sao phải tách à? Mấy em cầm đầu cho một cách. Cầm máy quay to quá các bạn. Đây nó đang cuốn. Nó cuốn rồi. Đừng tính gà chọt. Đừng kéo. Nó kéo đường nó ấy. Dễ cả. Không cả lắm. Con này chắc dính đi qua. Quấn kỳ thế. Đừng kéo. Nó cứng. Nó đau mà. Thít chặt cái kia. Này, tạch rồi, tạch phí nữa. Nó cuốn rất là cổ rồi. Nó cuốn hàng vài em rồi. Cả. Nó cũng rất nhiều. Nó là chặt hết cái. Cắt mấy mặt cuốn kinh điển này, anh bảo anh ngược làm sao được. Cái này tịt mẹ rồi. Cái máy là tịt rồi. Dạ. Cái đỏ à? Nó vẫn đang quay. Rồi các bác ơi, to, bác nhìn nó cuốn
Ui giời, thịt kìa. Từ này gỡ ấy, từ, từ này gỡ ấy. Thôi đi. Cất, cất tắt nhé. À rồi, được rồi các bạn. Đấy các bác ơi. Trâu các bác ạ. Này, nó vừa dính này các bác. Con này con trâu vàng. Giờ để em bắt nha các bác ơi. Lại, lại còn nữa nha các bác nhá. Con này con thứ ba. Con này con hộc dừa các bác ạ. Này các bác nhìn thấy. To khủng bố. Nó đang kéo. Em cầm cái máy em sẽ bắt cho các bác xem. Lúc đoạn trước là còn một con hổ trâu to này, mới một con hổ trâu nhỏ hơn con đấy nữa các bác ạ. Con này gần cân. Còn con to khủng như em bắt cho các bác xem đấy. Loại loại này cắn kinh lắm các bác ạ. Quấn mồm. Quấn mồm không cắn. Cắn tay em mà hôm trước các bác biết rồi, tay em suốt ngày bị rắn cắn, các bác biết 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 rồi, mấy lần. Nên em cứ quấn rồi chắc cắn. Nhà em cứ đi quay đỡ nhưng mà thực chất ra nó cắn nhà em rất hoảng các bác ạ. Hôm trước đấy nhà em bảo máu chảy nhiều đấy. Nhưng rất hoảng. Cho nên là em cứ phải làm bài chắc ăn này, cả nhà, nhà em đi cùng này. Nhà em hốt. Hốt thì không phải là hốt, nhưng nó hơi hơi hãi các bác ạ. Cắn là vì nó cắn vào đầu ngón tay là hơi hãi. Này cắt lưới thì phí lắm các bác ạ. Cầm cái mồm này giữ. Nó cắn đầu ngón tay đây các bác nhìn đấy, vẫn chưa khỏi. Giống nó vào đầu ngón tay nó máu chảy kinh điển luôn. Vài cắt lưới này rất phí các bác ạ. Cho nên em cố gắng nựa em gỡ. Lưới em là một lưới mới. Cầm im. Dám dở lại lưới nha các bác nhá, xong rồi đến điểm tiếp theo em quay cho các bác xem. Rắn đi các bác ạ. Đây nhà bắt cho các bác xem nhá. Ba con nha các bác, em bán trên đường và em bán con. Ôi dồi ôi, lại gọi thằng kia xem nó ăn không. Ôi dồi ôi, về qua mất. Về qua nó là hùm mẹ. Ôi nhà em bắt như điên luôn nhỉ. Cứ cầm khẽ khẽ khẽ. Nó le cái ấy giờ. Chú phải. Ôi trời ơi. Cái con này là người. Con rất là cổ rồi. Ai buồn quá. Bắt nó ăn ơi em nhá.
Bác là Tam Dương ăn ới em, ới luôn cho em nhé. Em đặt số điện thoại trên phần mô tả. Chậu. Hơn 2 cân. Đây được 3 con nha các bác. Một con này em không có quay được cho các bác, không quay bắt được, nhưng có quay là dính vào lưới. Còn một con, hai con thì em quay cho các bác xem này. Có một con thì em bắt đấy là con to nhất, con là hơn 2 cân các bác. Con này đúng hơn 2 cân luôn, 100% chuẩn. Còn một con dọc dưa 1 cân, dọc dưa trong này là 1 cân, con kia 1 cân em bán rồi.